Hãy ra một số bài tập trắc nghiệm để thực hành lại ha. Rồi, bài tập trắc nghiệm đầu tiên là mức độ nhận biết đúng không? Hỏi mặt phẳng đi qua điểm nào? Cái này thì dễ, con dùng máy tính nha con nhập cái vô con CALC cho thầy. Ví dụ là cho con cái mức độ 1 này, nhận biết này ha, cái dạng câu hỏi này. Chủ yếu ta làm nhanh nha con. Thì để làm cái bài tập này á, tức là cái điểm nào là thuộc mặt phẳng nghe không? Thì con nhập cái bạn nào nhanh thì nhìn vô là xong ha, còn bạn nào không nhanh thì nhập máy tính cũng được. À, tính cho đỡ vất vả không? Alpha x nhập cái phương trình mặt phẳng vô là cộng alpha y trừ alpha z và cộng cộng 3 nha. Rồi sau đó con nhập, ví dụ con thầm muốn biết cái điểm m nó có thuộc mặt phẳng hay không thì con thay tọa độ điểm m vô, con bấm CALC này. Con bấm nút CALC nha, nó hỏi x bằng mấy thì con trả hay là x bằng 1. Con cho x bằng 1 vô thì con bấm cho bằng. Thì nó hỏi y bằng mấy thì con cho y bằng 1. Thầy đang thay tọa độ điểm điểm M nha con, đáp án A đấy. Thế nó hỏi z bằng mấy thì con thay z bằng -1. Nếu kết quả là số 0 thì chứng tỏ điểm M thuộc nha. Rồi cái điểm M không thuộc thì kết quả là bằng 6. Tiếp tục nha, con thử điểm B, con bấm CALC -1. X là -1 nha, y là -1 luôn. Z là 1. Nếu kết quả là số 0 thì là khoanh luôn. Rồi, đây điểm B thuộc nha con, điểm B thuộc. Đấy, nên là con nhập cái này vô trong máy tính nha, nhập. X này cộng y này trừ z này cộng 3 này. Rồi bấm nút CALC nha. Với x bằng -1, x bằng -1. X bằng -1 và z bằng 1 thì kết quả là 0. Suy ra tròn B. À, ta không tính tay à, tính tay không phải không tính được, tính tay nguy hiểm lắm, dễ sai lắm. Đó là câu 1, câu 2. Câu 2 là mặt phẳng đi qua điểm nào dưới này, tương tự như vậy nha con, nhập vô thôi, nhập máy tính nhỉ, là nhập vào. Nhập cái phương trình mặt phẳng vô là alpha x cộng alpha y cộng alpha z -3 alpha x cộng alpha y cộng alpha z -3. Con bấm CALC. Nhập x bằng 1. Y bằng 1. Z bằng 1. Rồi bấm cho bằng nha, kết quả không này là khoan tự nhiên rồi. Ở về điểm N đây không? Điểm N. Anh nhìn được bài này thì nhìn được à? Cái điểm N thuộc cho đáp án B nha con. Bài này vector pháp tuyến này con con quy đồng lên nha con quy đồng lên à, ta có này này, cái mặt phẳng B của mình đang dạy x trên 2 cộng y trên 1 cộng z trên 3 bằng 1, con quy đồng ha, quy đồng chẳng qua là nhân 2 vế cho 6 à, nhớ không, nhân 2 vế cho 6 thì chỗ này nhân 6 là còn 3x. Chỗ này nhân 6 là cộng 6y. Chỗ này nhân 6 là cộng 2z. Trừ 6 bằng 0. Đấy. Như vậy vector pháp tuyến của nó ha, suy ra vector pháp tuyến của nó là n bằng 362. 362 nhá. Đáp án A.
Tức là vectơ pháp tuyến là sau khi con quy đồng lên nha con. Con quy đồng lên đó thì cái vectơ pháp tuyến của nó là cái hệ số nằm trước x trước y trước z. Đấy. Câu 4 à. Tức là cái một cái mặt phẳng này, một cái mặt phẳng tổng quát nha con. Nếu một mặt phẳng là ax cộng bi mặt phẳng alpha đi. Có phương trình là ax cộng bi cộng cs cộng d bằng 0. Thì suy ra n alpha nó bằng a lớn b lớn c lớn nha con. N alpha bằng a lớn b lớn c lớn. Đấy. Là hệ số trước x, hệ số trước y và hệ số trước z. À, mấy bài này bài cơ bản này con. Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng alpha này là n alpha bằng 1 nha, có vô số nha con. 2 trừ 1 2. Hoặc là cái vector nào đó mà cùng phương với vector alpha hay không? Vậy con khoanh đáp án này nha con. Cái vector này này nó cùng phương. Con đặt trừ 1 ra ngoài. Này, nó ra vector này này. Vector này nó cùng phương à. Nó cùng phương với cái này. Thấy không? Nó cùng phương vector này, nó cho cái vector này chính là vector pháp tuyến. Tức là vector pháp tuyến của mặt phẳng thì nó có vô số vector pháp tuyến, mà tất cả các vector đó là cùng phương với nhau. Cùng phương có nghĩa là tỷ lệ với nhau các con. Hiểu không nào? Tức là vector nào mà cùng phương với cái hệ số trước x, trước y, trước z thì vector đó chính là vector pháp tuyến của mặt phẳng alpha. Một mặt phẳng alpha thì có vô số vector pháp tuyến nha con. Tương tự như vậy câu 5, câu 6. Đây này, cái mặt phẳng này con quy đồng lên ha. Quy đồng là nhân 6 nha con, nhân 2 vế cho 6. Là ta có này. Ta có B này ha, là x trên 2 cộng y trên 3. Cái chỗ này thì viết là trừ z trên A, cộng z trên 2 cũng được. Bằng 1, thầy nhân 2 vế cho trừ 6 ra cho 6 nha con. Nhân 2 vế cho 6 thì chỗ này là 3x này. Chỗ này nhân cho 6 là 3x. Chỗ này nhân cho 6 là 2y. Còn chỗ này nhân cho 6 là nhân cho 6 là thành chia gì? 6 chia 2 là trừ 3z. Như vậy vector pháp tuyến của nó là n nb là 3 2 trừ 3 3 2 trừ 3 nha. Ba hai trừ ba có không? Đây có này, có này, đáp án đi. Vector pháp tuyến của một mặt phẳng có một là cái này. Rồi con làm như thế câu 7, câu 8, câu 9 nha. Làm thầy cái ha. Đợi con đợi thầy tí nha, khoảng 3 phút, 3 4 phút nha con. Làm như thầy 3 cái câu này giùm thầy.
6. Nhân 6 là thành 2. Trừ 6 bằng 0, chuyển về luôn à. Thì cái vectơ pháp tuyến của nó là hoặc là y chang luôn à. Vectơ pháp tuyến của cái mặt phẳng này này ha, thì hoặc là y chang cái hệ số trước x trước y trước z, hoặc là gì? Hoặc là cùng phương thôi. Cùng phương với cái vectơ pháp tuyến này. Đây, thầy con này, suy ra từ đây thì suy ra n alpha này. N của nó là trừ 3 này. Trừ 6 này, 2 được chưa? Giống cái trang cái này thì hoặc là gì? Hoặc là cùng phương với cái vector này nha con. Đây cái vector này, nghe không? Hai cái vector này tỉ lệ với nhau này. Đó đã con này. Là cái vector này nó cùng phương với cái vector này. Tất cả các vector pháp tuyến là nó cùng phương với nhau, do đó cái vector này này. Vector mà ứng với cái hệ số trước x trước y trước z này này, nó cùng phương với cái vector ở đáp án A. Yeah, cùng phương với vector. Con khoanh đáp án A nha. Vector pháp tuyến của mặt phẳng là có vô số vector pháp tuyến nha con, mà tất cả các vector đó nó cùng phương với nhau.
Câu 8 này là đề thi học kỳ 2 nha con, học kỳ 2 của trường Trần Đại Nghĩa. Trong không gian với đều cho 3 điểm này ha. Được xét cái pháp tuyến thì hôm qua thầy có nói rồi nha con. Vectơ tờ pháp tuyến của mặt phẳng ABC là vậy này. Hôm trước thầy có nói này, đây là mặt phẳng ABC này. Tức là mặt phẳng ABC đi qua 3 điểm A, B và C. Thì đây ta nối lại vectơ AB này, ta nối lại vectơ AC. Thì cái vectơ pháp tuyến của mặt phẳng này là một cái vectơ mà vuông góc với mặt phẳng này. Đây, đây là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ABC này. Con gọi N đi, N là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ABC thì con có N bằng N vuông với gì? Vuông với vectơ AB. Rồi N vuông với vectơ gì? AC. N vuông với vectơ AB, N vuông với vectơ AC thì suy ra N là bằng tích có hướng của vectơ AB và AC. Thấy không? Vậy thì đầu tiên con phải tính đi cho thầy cái vectơ AB nhá. Và tính cho thầy vectơ AC ha. Vậy ta có vectơ AB thì tính được như sau. AB là bằng XB trừ XA nhá. XB trừ A là trừ 1, trừ cho 1 là trừ 2. IB trừ A là 3, trừ cho 2 là 5. XB trừ XA nhá. À, vectơ AB là XB trừ XA. XB là trừ 1 mà trừ cho XA là trừ cho trừ 1 là trừ 2. IB trừ A là 3 cộng 2 là 5. À. ZB trừ ZA là 2. Không, ZB trừ ZA là 2. Và vectơ AB, vectơ AC. XC trừ XA là 1. IC trừ IA là trừ 2. ZC trừ ZA là 1. Vậy từ đây con suy ra N là thầy thay vô đây luôn nha. Tính hoành che hoành đi. 5 x 2 này, 5 x 1 bằng 4 là 9. Nhân xuôi này, trừ nhân ngược phải không? 5 x 1 là 5 cộng cho 4 nha. Trừ ngược là có nghĩa là gì? Cộng 4 là 9. Tính tung thì che tung đi. Trừ 2 nhân này trừ 2 nha. Trừ 2 với đây, trừ 2 là trừ 4, đảo dấu đây thành 4. Giữa là đảo dấu nha. Tính cao thì che cao đi, 4 này. 4 trừ 5 là trừ 1. Đấy. 9, 4 trừ 1. Đây. 9, 4 trừ 1. Câu 9. Phương trình mặt phẳng đi qua một điểm à, thì con nhớ lại này. À, con chú ý à. Một mặt phẳng alpha đi qua M, qua điểm M qua tọa độ x0, y0, z0 và có vectơ pháp tuyến là n bằng ABC thì lập tức con suy ra là phương trình mặt phẳng alpha có dạng A lớn x trừ y0 cộng B lớn y trừ y0 còn C lớn Z trừ Z0 bằng 0. Đấy. Phương trình này người ta gọi là phương trình tổng quát của mặt phẳng. Với cái mặt phẳng alpha của ta này, ví dụ cái mặt phẳng này thầy gọi là mặt phẳng alpha đi. Thì nó có cái vectơ pháp tuyến là N bằng 2 trừ 1, 3. Nha, nó có vectơ pháp tuyến và nó qua 1, 2, trừ 3. Đấy. Vậy suy ra cái mặt phẳng alpha này có dạng A lớn là con nào rồi? A lớn là con 1 này. A lớn là hoành độ của vectơ pháp tuyến nha con. A lớn ở đây này. B lớn là tung độ của vectơ pháp tuyến, B lớn ở đây này. C lớn là cao độ của vectơ pháp tuyến. Và x0 là hoành độ điểm đi qua nha con. Y0 là tung độ điểm đi qua. Và z0 là cao độ của điểm đi qua đấy. Như vậy là ta con là A lớn là 2 này. X trừ y0 là x trừ 1. Cộng B lớn là trừ 1. Z trừ z0 là z trừ y trừ y0 chứ, y trừ y0. Y trừ 2. Cộng C lớn là 3. Z trừ z0 à, z trừ z0 là z cộng cho 3. Bằng 0 thì con rút gọn lại. 2x trừ y cộng 3z ra, chỗ này trừ 2 này. Thì cộng 2 là mất ra. Cộng 9 nha con. Bằng 0. 2x trừ y cộng 3z cộng 9. 2x này trừ y cộng 3z cộng 9 là đáp án A. Đấy.
Còn alpha là mặt phẳng trung trực của đoàn của AB một vector pháp tuyến của alpha có tọa độ là vector pháp tuyến của mặt phẳng alpha chính là vector A, AB. Thì cái mặt phẳng trung trực hôm trước thầy nói rồi nha con. Mặt phẳng trung trực của đoàn AB là mặt phẳng mà đi qua trung điểm của đoàn AB. Nhà thấy cái mặt phẳng trung trực là như thế này. Nhà đi qua trung điểm mà nó vuông ha. Đó, thì là n alpha nha con, n alpha của nó sẽ bằng là vector AB. Vector AB là xb trừ xa là 2. IB trừ xa là 4. ZB trừ ZA là 1 trừ 3 là trừ 2. 2 4 trừ 2. Hoặc là con có thể đặt số 2 ra ngoài nhá, con đặt số 2 ra ngoài thì 1 2 trừ 1. Thì cái vector này 1 2 trừ 1 nó cùng phương với vector AB nhá. Cái vector này cũng có thể là vector pháp tuyến của mặt phẳng alpha nhá. 1 2 trừ 1 nha con, đây này. Cái vector này cùng phương với vector AB nha con. Nên là con khoanh nha. Con tính ra là nó giống y chang cái vector AB luôn hoặc là nó cùng phương với vector AB thì con khoanh. À, câu 10, câu 11. À, cái này cũng về tương tự ha, NB bằng là ra là vector AB luôn hoặc là vector cùng phương với vector AB là được chứ con. Tức là nó ra giống y chang vector AB luôn hoặc là nó ra vector mà cùng phương với cái vector này thì là ta sẽ khoanh được. Rồi, xb trừ xa là trừ 1 mà trừ cho 3 là 2. À, vector AB lại chào con. Câu nào có 10 hả? Đâu đâu. Nó cùng phương à, cái này thì đặt số 2 ra ngoài là 1. Đấy. À, đây. Đây câu B này con. Thấy không? Câu C đâu có cùng phương đâu. Tức là hoặc là vector này luôn ha. Thường thì ví dụ con tính ra cái vector mà nó to vậy, con đặt ra ngoài con chọn cái vector này nó đẹp hơn này, thì vector này cũng là vector pháp tuyến của mặt phẳng alpha nha. Nó có vô số vector pháp tuyến nhưng mà tất cả các vector pháp tuyến này nó cùng phương với nhau. Ở chứ không phải nó giống y chang đâu. Ví dụ con tính ra vector AB này, vector AB của bài này là xb trừ xa này là 2 này, ib trừ a là 4 nha con. Và zb trừ za là trừ 2. Coi có không? Không có phải không? Thì con phải đặt ra ngoài, đặt số 2 ra ngoài. Thì ra là 1, 2, trừ 1 thì cái vector bên không trong này này cũng là vector chỉ phương. Bởi vector bên trong với cái vector AB nó cùng phương nha con. Nghe không? Đó là 1, 2, trừ 1 này. 1, 2, trừ 1. Này, đáp án D. Trắc nghiệm thì nó chỉ thế thôi, thì cho nó mới kịp giờ, mới phù hợp. Rồi tiếp tục nha con, câu 12. Trong không gian này cho hai điểm A và B ha, gọi alpha là mặt phẳng trung trực của đoàn AB, một vector pháp tuyến của alpha có tọa độ là thì câu này giống y chang câu trên, khác gì đâu ha. XB trừ A là 2 này. IB trừ A là 4 này. ZB trừ ZA là trừ 2 này. Con đặt ra 2 ra ngoài. Hình như nó giống với bài trên thì phải. 1 2 trừ 1 đây. Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoàn AB nha con. Thì cái mặt phẳng trung trực của đoàn AB là nó có đặc điểm là đi qua trung điểm của đoàn AB. Này, đây là mặt phẳng alpha đây. Alpha là mặt phẳng trung trực của đoàn AB đi ha. A đây. B đây, Y đây. Y là mặt phẳng trung trực của đoàn AB ha. Y thì Y là trung điểm của đoàn AB nha con.
mặt phẳng alpha ha, mặt phẳng hay gọi alpha là mặt phẳng trung trực nha con. Thì cái mặt phẳng alpha này có đặc điểm là mặt phẳng trung trực thì đi qua trung điểm qua y á, là trung điểm của đoạn AB ha. Y. Thầy viết thầy làm thẳng luôn này, y lại bằng xa cộng xb chia 2 nhá. À, hoành độ điểm y lấy hoành độ điểm A cộng hoành độ điểm B chia 2 này, hoành độ A này cộng hoành độ điểm B chia 2 này là 1 cộng 3 chia 2. Tung độ điểm y là bằng tung độ điểm A này cộng tung độ điểm B chia 2, 5 cộng 1 chia 2. Cao độ điểm y là bằng cao độ điểm A cộng cao độ điểm B chia 2. Nghe không? Về cái điểm này có tọa độ là 2, 3, 0. Đó, tức là mặt phẳng alpha đi qua điểm Y có tọa độ là 2, 3, 0 là trung điểm của đoạn AB nha. Mặt phẳng trung trực của đoạn AB là cái mặt phẳng đi qua trung điểm của đoạn AB và vuông với mặt phẳng AB. Nghe không nào? Đi qua trung điểm của đoạn AB và vuông với mặt phẳng AB. Và có vector pháp tuyến à? Có vector pháp tuyến. Vector pháp tuyến của mặt phẳng alpha là một cái vector mà nó vuông góc với mặt phẳng alpha nha con. Cái vector nào mà vuông góc với mặt phẳng alpha thì cái vector đó chính là vector pháp tuyến của mặt phẳng alpha. Có vector pháp tuyến là n bằng, nó bằng luôn cái vector AB nha con. Vector AB là con lấy xB trừ xA. XB trừ A là mấy nhỉ? 3 trừ 1 là 2. IB trừ A là 1 trừ 5 là trừ 4. ZB trừ ZA là 4. Nghe không? Đó. Nó bằng vector AB nhé. Mặt phẳng alpha qua Y có tọa độ là 2, 3, 0 ha. Trung điểm của đoạn AB và có vector pháp. Và suy ra mặt phẳng alpha có dạng là 2 này. X trừ x0 ha, x trừ x0 là trừ 2 cộng cho trừ 4, y trừ y0 là y trừ 3 cộng z cộng 4, z trừ z0 ha là z trừ 0 bằng 0 ha. Thế là con thu là 2x này trừ 4y này cộng 4z này. Rồi được các hệ số tự do thì con gom lại này, trừ 4 này, trừ 4 trở thành 12 đúng không, 12 cộng trừ cho 4 là 8 ha. Này, 8 con giải được số 2 nha, con giải được số 2 con chia 2 vế cho 2 cho đẹp nha con. Để ra x này trừ 2y này chia cho 2 vế cho 2 cộng 2z này cộng cho 4 bằng 0. X trừ 2y cộng 2z cộng 4 bằng 0 là câu câu D đấy. Đấy, mặt phẳng alpha vậy. Rồi đó là câu 13 ha. Câu 14 là nó gì đây? Cho hai điểm AB viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB cũng vậy, tương tự vậy nha con. Câu này cũng vậy ha. Câu này cũng phương trình mặt phẳng trung trực luôn ha. Mặt phẳng trung trực luôn thì giống y chang luôn. Đây, câu này cũng vậy nha luôn nha con. Câu này vector pháp tuyến của mặt phẳng AB thì con tính ra thôi. Đi qua 3 điểm này cả làm rồi ha. Này ha. Mặt phẳng qua 3 điểm luôn, có vấn đề gì cả, mặt phẳng qua 3 điểm. Qua 3 điểm ha. Qua 3 điểm này. Ví dụ câu này là mặt phẳng đi qua 3 điểm thì ta làm nhanh nha. Nhá không? Này ví dụ câu 25 này. Trong không gian này cho mặt phẳng B đi qua điểm A, 3 điểm ABC này. Cái mặt phẳng này gọi là mặt phẳng đoạn chắn nha con. Cái mặt phẳng mà đi qua điểm A này, mặt phẳng alpha đi qua điểm A có tọa độ là A00. Điểm B có tọa độ là 0B0. Điểm C có tọa độ là 00C. Đúng không nào? Đi qua như thế này. Thì khi đó là cái mặt phẳng alpha nó có dạng như thế này này. Alpha nó có dạng là x trên gì? X trên A cộng y trên B
còn z trên c bằng 1 nha con. Nghĩa là phương trình mặt phẳng mà đi qua 3 điểm, ví dụ 3 điểm là điểm A này nằm trên trục OX này ha, điểm B nằm trên trục OY và điểm C nằm trên trục OZ này. Vậy thì cái mặt phẳng alpha của mình có là giờ là tương đương là x trên mấy con? X trên A có là x trên trừ 1. Cộng y trên B có nghĩa là cộng y trên mấy? Trên 2. Cộng z trên C có nghĩa là cộng z trên trừ 2 bằng 1. Thì con quy đồng con nhân 2 vế cho 2 thôi. Quy đồng khoảng chẳng qua là nhân 2 vế cho 2. Thì nhân 2 vế cho 2 chỗ này là trừ 2x cộng y trừ z trừ 2 bằng 0. Đấy. Trừ 2x cộng y ha. Trừ z trừ 2 bằng 0 đáp án A. Đấy. Rồi. Cái câu này này, câu 26 này người ta yêu cầu là trong không gian OXYZ ha, cho điểm A này có tọa độ, cho điểm M có tọa độ 1 2 3. Cho điểm M có tọa độ là 1 2 3. Rồi A B C lần lượt là hình chiếu vuông góc của M lên trục OX. A vậy thì A con suy ra A được không? Lấy điểm M mà chiếu lên trục OX thì con giữ lại hình hoành đồ điểm M thôi. Vậy điểm A chính là hình chiếu của M lên trục OX, cho nên điểm A có tọa độ là 1 0 0. Tức là điểm A là chiếu lên trục OX thì là điểm A là thuộc trục OX nha, do đó điểm A là có tọa độ là 100. Hoành đồ điểm A chính là hoành đồ điểm M nha con. Lấy điểm A chiếu lên trục OY thì được điểm B là giữ lại tung đồ điểm M thôi, không. Hai không. Lấy điểm A chiếu lên trục OZ là được điểm C, thì điểm C là giữ lại cao đồ thôi, là không không. 3. Vậy từ đó con suy ra mặt phẳng ABC là mặt phẳng đoạn chắn nha con. Mặt phẳng ABC là mặt phẳng đi qua 3 điểm là đây, mặt x trên A là x trên 1 này, cộng y trên B là y trên 2 này, cộng z trên C là z trên 3 này, bằng 1. Đấy. Rồi con nhân 2 vế cho A. Quy đồng lên á, hiểu không? Quy đồng chẳng qua là nhân 2 vế cho cái mẫu chung á. À, mẫu chung của nó là 6 nha con, mẫu chung là 6. Đây là 2, đây là 3, mẫu chung 6 là nhân 2 vế cho 6 là 6x cộng 3y cộng 2z trừ 6 bằng 0. Đấy. Cái này nó không cần quy đồng lên đúng không? Nhìn cái đáp án này là x trên 1 này cộng y trên 2 này cộng z trên 3 bằng 1 rồi đáp án A. Trong không gian cho điểm A, phương trình mặt phẳng nào đi qua các điểm là hình chiếu của A trên mặt phẳng tọa độ? Thì lấy điểm A chiếu lên này là được điểm điểm M đi. Điểm M là hình chiếu của A lên trục OX là 3 không không. Điểm N là hình chiếu của A lên trục OY là 0 5 0. Hay lấy điểm A là chiếu lên là trục OX thì giữ lại cái số 3 này, giữ lại cái x này không? Chiếu lên trục OX thì giữ lại x. Chiếu lên trục OY thì giữ lại y. Không, là giữ lại số 5, còn chiếu lên trục OZ thì giữ lại z. Là 0 5 0 ha. Điểm B đi. Là hình chiếu của A lên trục OZ đi 0 0 2. Đấy, vậy thì phương trình mặt phẳng MNB á, thấy không? Suy ra phương trình mặt phẳng MNB là có dạng là x trên 3 cộng y trên 5 z trên 2 bằng mấy? Bằng 1. Quy đồng đấy là mẫu chung là mấy nhỉ? Mẫu chung là 30 à, mẫu chung là 30. Một số mà vừa chết cho 3 chưa hết cho 5 mà chết cho 2. Số đó 30, mẫu chung 30, tức là nhân cả hai vế này cho 30 nha. Thì chuẩn là 10x. Nha, nhân cả hai vế của 30 nha, là 10x. Cộng cho 6y. Cộng cho 15z. Trừ 30 bằng 0. 10x cộng 6y nha. Cộng 15z trừ 30 bằng 0. Mấy cộng 6y cộng 15z trừ cho. X trên 3 cộng y trên 5 cộng z trên 2 bằng 1 ha. 5 3 15 15 nhân 2 30 đúng rồi, mẫu chung là 30. Mẫu chung 30 thì nhân cả cái này 30 thì chỗ này là 10. Thầy nghe điện thoại cái cho con.
Rồi tôi nghe điện thoại của phụ huynh họ gọi, hỏi hỏi cho mà con bé lúc thầy bị F0 á, đang đi chuẩn bị đi thi mà chưa có giấy cách ly ha, chưa chưa hoàn thành xong giấy cách ly mà chắc là không được đi thi rồi. Có cái giấy đó mới đi thi được. Ồ, không có cái câu nào à? Thầy có nhầm nhớ gì không? Hay chắc cái này đáp án nhầm à? Thế thầy Nico D thầy ơi, Dạ. Nico D đúng không thầy? Câu D hả? À đúng rồi đúng rồi. Nãy giờ nhìn nhìn mấy câu kia không nhìn câu D hả? Mặt mũi chán thế chứ này. Hồi nãy giờ cứ nhìn câu A, câu B, câu C không nhìn câu D này. Câu D đúng rồi ạ. Đúng rồi. Thầy quy điều đồng lên thầy nhìn coi xem có cần không có đáp án nào. Đúng là câu D. Rồi, câu hôm 7 à. Thầy nói lướt lướt xong rồi xong cái này thì thầy nói nhanh cái phần là đường thẳng luôn nha, thầy nói mà sơ lược về đường thẳng luôn, nói lý thuyết này. Rồi trong trong không gian này cho mặt mặt phẳng nào trong các mặt phẳng là song song với trục OZ, mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau là song song với trục OZ. Bây giờ con vẽ hình này không song song với rồi song song với trục OZ. Này, cái thông nó song song với mặt trục OZ à, song song với trục OZ này. Thì có nghĩa là ở đây thấy trục OZ, con tưởng tượng cái trục OZ vậy này. Cái trục OZ là vậy ha. Đúng không? Thì bản thân cái trục OZ nó có một cái vector chỉ phương hay người ta gọi là vector đơn vị không? À, bản thân trục OZ này có một cái vector chỉ phương hay không? Đó là vector K 0 0 1. Đúng không? Còn cái mặt phẳng B này. Mặt phẳng B mà nó song song với trục OZ, ví dụ trong các cái mặt đáp án này nè, nhau trong trong các đáp án này nè, đáp án là A B C D không, A B C D đấy, thì cái mặt mặt phẳng nào ví dụ thầy coi là mặt phẳng alpha, mặt phẳng alpha mà song song với trục OZ thì cái vector phạm tuyến của mặt phẳng alpha này vẽ ra cái này là N alpha này thì nó cũng phải vuông với cái vector k này, nó vuông với vector k nha con. Được chưa? Cái mặt phẳng nào mà vuông cái có vector pháp tuyến mà vuông với vector k thì cái mặt phẳng đó sẽ song song với trục OZ. Con hiểu không? Con vẽ hình ra này. Cái mặt phẳng mà song song với trục OZ thì mặt phẳng đó phải có cái vector pháp tuyến vuông góc với vector k. Thì vector k là vector chỉ phương của của trục OZ này, vector k của ta là có tọa độ là 0 0 1. Đúng không? Vậy thì bây giờ con lấy ra ví dụ con kiểm tra cái mặt này này, cái mặt phẳng z bằng không này ha, cái mặt phẳng z bằng không có nghĩa là thực ra là mặt phẳng này có vector, ví dụ một cái mặt phẳng z bằng không thì cái mặt phẳng này có vector pháp tuyến là gì con biết không? Hệ số trước x nha, hệ số trước x là số mấy? Số không. Hệ số trước y là số mấy? Số không luôn. Hệ số trước z là số 1. Thì cái vector này có vuông với cái vector a hay không? Không vuông nha con. Cái vector mà muốn vuông với hai cái vector vuông góc với vector a này mà vuông với vector b á thì cái vector a nó nhân với vector b nó phải bằng cái con, nó phải bằng không đấy. Mặt phẳng nào mà song song với trục OZ thì có nghĩa là không, cái vẽ hình ra thì con thấy là cái vector pháp tuyến của mặt phẳng đó sẽ vuông với vector k này, mà vector pháp tuyến của mặt phẳng nó mà vuông với vector k có nghĩa là vector pháp tuyến của mặt phẳng đó mà nhân với vector k phải bằng không. Hai vector mà vuông góc với nhau thì tích vô hướng của chúng bằng không, nghe không nào? Tích vô hướng thì con nhớ lại cho thầy tích vô hướng này. Hôm trước thầy mới nói tích vô hướng nha. Bây giờ chú ý này. Nếu thầy có vector A có tọa độ là A1, A2, A3 đó, được, thầy có vector B có tọa độ là B1, B2, B3 thì thầy suy ra là vector A nhân vector B. Vector A nhân vector B là A1 nhân B1 đó, là A1 B1 này. Cộng A2 B2 này. Nhớ không? A1 B1 cộng A2 B2 cộng cho A3 B3.
A1B1 cộng A2 B2 cộng A3 B3 nha. Hai vectơ nhân nhau là hoành, nhân hoành cộng tung, nhân tung cộng cao nha con. Vậy thì bây giờ cái vectơ này là không được nhá. Cái vectơ này này. Cái mà cái đáp án A này, cái mặt phẳng này là MN alpha này. Cái mặt phẳng alpha này có vectơ pha tuyến là 0 0 1 mà nhân cho cái vectơ K này, vectơ K này thì không có bằng ha, mà nhân lại là bằng 1 cho con. Con lấy vectơ K này con nhân cho vectơ N alpha của cái mặt phẳng ở đáp án A là mặt phẳng Z bằng 0 này này. Cái mặt phẳng Z bằng 0 á là có vectơ pháp tuyến là 0 0 1, vectơ pháp tuyến của nó là hệ số trước x. Hệ số trước x là cái gì? Không có. Hệ số trước y không có là số 0 phải không? Hệ số trước z có là số 1. Đấy. Thì con lấy cái vectơ n alpha này nhân cho vectơ k có bằng 0 không? Không. Do đó cái mặt phẳng alpha này không thể song song với trục oz được. Tiếp tục vậy, vậy con sẽ đáp án B này, cái NB này. Cái NB này là 1 1 0. Thì con thấy cái NB này nhân cái EK này bằng mấy? Ta thấy NB à. Thì ta suy ra được NB này. Nhân cho K là bằng gì? Bằng 0 nha, nhân 1 này. Hoành nhân hoành nhá. Hoành này 0 này, hoành vectơ này 1. Đúng không? Hoành nhân hoành này. Hoành nhân hoành là 0 nhân 0, 0 nhân 1 cộng cho tung nhân tung là 0 nhân mấy? 0 nhân 1 luôn. Cộng cho cao nhân cao là 1 nhân 0. Và kết quả là bằng 0 phải không? Vậy thì chứng tỏ là cái đáp án này, hiểu không? Từ đó con suy ra là B song song với OZ. Đó. Còn cái mặt phẳng này này có vectơ pháp tuyến là NQ này. NQ là mấy? 1 11 1 phải không? Bạn luôn. 1 11 0 ha. Khoan khoan, từ 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 từ. Từ từ. Cái mặt này song song ha, kiểm kiểm tra cái điểm này kìa. Nó ấy con. Nó song song nó con kiểm tra thêm cái điều kiện à. Là nó phải nằm trên này không? Nằm trên ví dụ con lấy một điểm là con kiểm tra này, con lấy một cái điểm nằm trên trục OZ là điểm có tọa độ 0 0 0 ha. À, về mặt phẳng này không được, mặt quên quên nhầm. Thầy thầy nói thêm cái tí nữa nha. Nói tí thêm tí nữa này. Nó phải thỏa hai điều kiện nha con. Một điều kiện là không được. Có thể thêm cái này này. Con lấy cái điểm một điểm, ví dụ con thầy lấy điểm O đi. Nằm trên trục OZ thì cái điểm O này không thuộc cái mặt phẳng alpha mới được. Con hiểu không? Nó phải thỏa hai điều kiện. Thứ nhất là vectơ pháp tuyến của cái trục OZ á, à vectơ chỉ phương á, tức là vectơ K hiểu không? Cái này vectơ K này. Nhân với cái n của vectơ pháp tuyến của cái mặt phẳng đó là bằng không phải không? Và cái thứ hai là lấy một cái điểm nào đó nằm trên cái mặt phẳng, nằm trên trục OZ thì cái điểm đó không nằm thuộc mặt phẳng. Như thầy lấy này, thầy lấy một điểm O, lấy O thuộc OZ thì suy ra O phải không thuộc à, không thuộc cái mặt phẳng đó, O không thuộc mặt phẳng đó. Thế cái đáp án B là thầy nhầm đấy không? Thầy nhầm nhầm đáp án B, đáp án B không đúng nha con. Cái này đúng là nhân bằng không, nhưng mà cái có thể lấy một cái điểm O này nó trùng phải không, nó trùng cái mặt phẳng này này, cái mặt phẳng này nó trùng với mặt trục OZ, nó chứa trục OZ nhưng phải song song với trục OZ, cái mặt phẳng này nó chứa trục OZ luôn, nó chứa luôn đấy con, nó chứa luôn đấy, tức là muốn song song mới hiểu chứ còn như thế này là nó chứa này đó, trục OZ nó nằm như thế này chứa chứa có nghĩa là cái điểm O nó thuộc luôn cái mặt phẳng alpha này luôn. Tức là con thấy toàn bộ điểm O vô cái mặt phẳng này nó thỏa luôn phải không? Thì nó chứa. Hiểu nào? Rồi con lấy này, con lấy cái điểm O nhá. Con lấy O này. Lấy O. Điểm O là 0 0 0 nha con. Điểm O là góc tọa độ phải không? Trục OZ nó đi qua góc tọa độ mà. Thuộc gì? Thuộc trục OZ là vậy. Ta thấy này. Ta thấy. Cái điểm O nó có thuộc B không? Có luôn. Vậy suy ra là mặt phẳng B là chứa trục OZ nha con, phía trục OZ này này là nằm trong mặt phẳng B. Mặt phẳng B chứa nha không? Chứa, tức là trục OZ này nằm thẳng trong mặt phẳng B luôn. Là con của mặt phẳng B luôn á, chứ không phải song song nha. Song song có nghĩa là nó nằm bên ngoài. Thì con lấy một cái điểm nằm trên trục OZ á thì thế vô cái mặt phẳng thì nó cũng phải thỏa. Cái điểm đó không thuộc mặt phẳng. Hiểu chưa nào? Song song có nghĩa là con lấy bất kỳ một điểm nào nằm trên trục OZ này này mà thay vào mặt phẳng thì nó không thỏa thì mới gọi là song song. Đấy. Như vậy đáp án B không phải nha con, mà đáp án của nó là đáp án C. Đáp án C mới đúng nha con, đáp án C này.
À, con trên là con lấy cái điểm ô, con thấy vô nó thỏa này con, hiểu không? Con thấy NQ này này, NQ này cùng là gì? Vuông với gì? Vuông với K nha con, vuông với K. Em cho nó là khoanh cho C nha con. C. Có thể thầy lấy một cái điểm nằm trên trục ô Z là điểm có tọa độ không không, thay vô đây có thỏa không? Không thỏa này con, không thỏa. Có nghĩa là không nè, không nè, một mà không là vô lý không? Có là điểm đó không thuộc mặt phẳng quy nhá. Cái điểm có tọa độ không 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 á, thuộc trục ô Z nhưng mà không thuộc mặt phẳng quy. Do đó là cái mặt phẳng quy này mới chính thức là song song với mặt phẳng với trục ô Z nha. Còn câu D thì tương tự như câu A hiểu không? Thì vector pháp tuyến của nó thỏa là vuông à. Vuông với vector K nha con. N beta này không vuông với vector K. Ở đây ta có hai cái đáp án mà cái vector pháp tuyến của nó đều vuông với vector K, đó là đáp án B là NB cùng vuông với vector K này, đáp án C là NQ này cùng vuông với K vector K này. Nhưng chỉ có đáp án C là thỏa, bởi vì lấy một điểm nằm trên trục ô Z mà thay vào cái mặt phẳng Q thì điểm đó không thuộc mặt phẳng Q, điểm đó không thỏa phương trình của mặt phẳng Q. Do đó là trục ô Z song song với mặt phẳng Q, còn trục ô Z thì nó nằm trong mặt phẳng B. Đấy. Thì câu này là câu nói về vị trí tương đối giữa đường thẳng với mặt phẳng, hiểu không? Thì hôm sau ta sẽ học cái mối quan hệ giữa đường thẳng với mặt phẳng thì ta sẽ biết được. Còn nếu mà con không học thì chưa học đến cái dạng đó thì con cũng có thể vẽ hình để con suy luận nha. Con vẽ hình ra con suy luận được. Trong không gian này mặt phẳng trục OIZ đây là một số mặt phẳng đặc biệt nha con. Mấy cái mặt phẳng đặc biệt con lưu ý thầy này. Thiếu cái nào thì cái đó bằng không. Đó, phương trình mặt phẳng đặc biệt là ta đọc này, ghi nhớ này, thiếu cái nào thì cái đó bằng không. Thiếu chữ nào thì chữ đó bằng không. Là chữ đó bằng không. Ví dụ như này, cái mặt phẳng này thầy ghi luôn này, đây là cái ghi nhớ luôn này, mặt phẳng OI này. Mặt phẳng OI có phương trình là gì? Mặt phẳng OI á có phương trình là gì? Nó sẽ phương trình là Z bằng bằng không thì thiếu cái chữ nào? Thiếu chữ Z. OI là thiếu chữ Z đấy không? Đây là mặt phẳng đặc biệt nha con. Rồi mặt phẳng OIZ. Mặt phẳng OIZ là thiếu chữ gì? Thiếu chữ X. Là ghi nhớ là thiếu chữ nào chữ đó bằng không? Rồi mặt phẳng OZ nha con, OZX hoặc là OZ đi, viết OZ đi. Cái này thằng này là OZ là thiếu chữ X đúng không? Là X bằng không này. OXZ thì thiếu chữ Y là Y bằng không. Thì thiếu chữ gì thì chữ đó bằng không, nhớ chưa? Là cái cách ghi nhớ. Cái mặt phẳng thì OIZ thì x bằng không nha con, x bằng không. OIZ này x bằng không. Và cách ghi nhớ nhà thiếu chữ nào thì chữ đó bằng không. OI là thiếu chữ Z này, Z bằng không. Mặt phẳng OI có phương trình là Z bằng không, mặt phẳng OIZ có phương trình là x bằng không, mặt phẳng OXZ có phương trình là y bằng không, thiếu chữ y bằng không. Đây, mặt phẳng OZX này. Thiếu chữ gì đây? Chữ y là y bằng không. Đấy. Mặt phẳng OI thiếu chữ Z. Z bằng không. Đáp án C. OXZ y bằng không. Thiếu chữ Y nha, y bằng không. OI à. Thiếu chữ Y nha, chữ Z, Z bằng không. Đấy, mức độ thông hiểu à, mức độ thông hiểu. À, trong không gian này trục OX song song với mặt phẳng có phương trình. Đây, trục OX mặt phẳng có phương trình này, trục OX nha con. Ví dụ một mặt phẳng alpha nào đó mà muốn song song với trục OX này, này.
thì bản thân trục Ox nó có một cái vector đơn vì đây là người ta gọi là vector chỉ phương á, tức là có một cái vector nằm trên trục Ox đó, là vector y có tọa độ là 100. Cái vector là mặt phẳng nào mà song song với trục Ox chứ không, thì mặt phẳng đó phải có cái vector pháp tuyến là vuông với vector y này, vector pháp tuyến của mặt đó phải vuông à, vuông với vector y. Tức là thấy cái vector pháp tuyến của nó mà, hay là cái vector pháp tuyến này n alpha mà nhân y á, được không? Đó là một mỗi điều kiện cần này không, điều kiện là đủ rồi thế này, lấy một điểm O mà để O không thuộc cho con, và hai cái thứ hai là O không thuộc alpha, điểm O nằm trên trục Oz nhưng mà điểm O không thỏa phương trình của mặt phẳng alpha thì mới được, thấy không nào? Đây. Thì con ví dụ kiểm tra cái câu A câu C là rối rối là để đó cái đã, cái câu A câu C là cứ để đó cái đã, ta kiểm tra câu B với câu B coi được không nha. Nào, ví dụ như câu B á, câu B này có vector pháp tuyến là n này là bằng mấy, cái vector y của mình là 100 nhá, ta kiểm tra có cái vector pháp tuyến này với cái vector y này có vuông góc với nhau không, thì vector pháp tuyến của cái mặt phẳng này này y cộng z bằng 0 là 0 này, 1 1, rồi con nhân lại là vuông góc nha con, vuông góc, nhưng mà cái mặt phẳng này là đi qua điểm gì, điểm O, cái mặt phẳng là đi qua điểm O nha con, lấy điểm O qua tọa độ 0 0 thay vô đây này, 0 cộng 0 bằng 0 này, về cái mặt phẳng này chứa nha con, cái mặt điểm O nó thuộc cái mặt phẳng này này, đó cái đáp án này bỏ nha con, điểm O vậy không thuộc nha con, cái mặt phẳng này, mặt phẳng ở câu D này có n là bằng 100. Đương nhiên thì cái này không được rồi, bởi vì cái con lấy y nhân n nó bằng 0 phải không? Bỏ luôn cái này. Thấy không? Cái này không vuông nha. Không vuông với cái không vuông với y. Đó, cái này thì có vuông với y. Nhưng mà ông thỏa điều kiện là điểm O à. Điểm O nằm trên gì? Nằm trên trục O x, nhưng mà điểm O lại nằm trong cái mặt phẳng gì? Mặt phẳng ở đáp án B à, do đó là không thể song song được, mà nó chứa nha con. Ở đáp án B thì cái mặt phẳng mà ở đáp án B nó chứa trục OX. Vậy bây giờ còn lại đáp án A với đáp án C thôi. Thì cái đáp án A này, ví dụ cái N đáp án A này là 1 BC. Đúng không? 1 BC. Thì con thay vô nào? Con nhân này không được nha con. Cái này không được. Cái này không vuông nha, không vuông với vector y nha con. Không vuông vector y, vậy thì suy ra loại A về đáp án C. Tại sao đáp án C vậy? Thì ta có này, n là vector pháp tuyến ở đáp án C là B. Không chứ không, không có x là không. Thì cái này vector này vuông với vector y nha, tại vì cái vector này nhân với vector y là bằng không phải không? Nhau, hoành nhân hoành, cộng tung nhân tung, cao bằng không, bằng không à. Tại sao thầy biết là vuông với vector y? Bởi thầy lấy cái vector y này nhân cái vector n này này, nó bằng không phải không? Là nó mới thỏa một điều kiện này không? Một cái thứ hai là con lấy cái điểm O này này, lấy O có tọa độ là 0 0 0, lấy điểm O nhá, lấy điểm O này 0 không, điểm O này thuộc trục OZ nhá, lấy điểm O có tọa độ 0 0 thuộc trục OZ, con thay vào đáp án C à, thay à vào đáp án C thì ta thấy cái điểm O này không thuộc, vậy thay vô là 1 bằng 0 phải không? Suy ra điểm O này không thuộc. Không thuộc cho con, không thuộc. Vậy đáp án C cho con. Không thuộc à, lấy một điểm nằm trên trục OX nha, mà điểm đó không thuộc mặt phẳng gì? Mặt phẳng alpha, thì cái trục OX nó song song với mặt phẳng alpha. Rồi cái mức độ thông hiểu nha. Mức độ thông hiểu là trong không gian này cho mặt phẳng B đi qua hai điểm mà vuông góc cái này ha. Đi qua điểm A và vuông góc. À, vuông góc thì à cái này phải phải nói về đường thẳng cái này nha. Nói đường thẳng thì chưa nói đường thẳng là con không không biết làm nha. Cái phần này này. Đây, thầy nói cái thầy giới thiệu cho con cái mặt phẳng à, cái đường thẳng nha con. Con đợi thầy thầy giới thiệu sơ lược cái để con hiểu về cái đường thẳng cái này. Thầy nói cái phần lý thuyết một tí về đường thẳng nha con.
Đây này, thầy thì nói phương trình đường thẳng luôn nha con. Phương trình đường thẳng. Nếu mà khai thác đầy đủ thì nó có nhiều dạng mà nó có liên kết với cái đường thẳng, mặt phẳng, mặt cầu tùm lum hết không. Nhưng mình mới học đầu tiên thì mình giới thiệu mấy cái khái niệm cơ bản cái này, phương trình đường thẳng này. Mình học phương trình đường thẳng là xong cái OGS rồi đấy. Về mặt lý thuyết cơ bản nha con. Mình học khoảng cách này nhá, khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau này. Khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng mà dùng công thức tọa độ phải không? Hôm trước mình là học khoảng cách từ một điểm mặt phẳng mà dùng công thức tọa độ rồi. Đấy. Rồi góc ha, mình sẽ nghiên cứu các cái bài toán về góc góc giữa đường thẳng mặt phẳng ha. Góc giữa hai mặt phẳng. Đấy, góc giữa hai đường thẳng vân vân. Phương trình đường thẳng này thì trong không gian này người ta định nghĩa này. Đầu tiên là vector chỉ phương của đường thẳng. Tức là cái đường thẳng là không có vector pháp tuyến, ở trong không gian là cái vector không có khái niệm vector pháp tuyến của đường thẳng nhé con. Cũng giống như là không có khái niệm vector chỉ phương của mặt phẳng. Mặt phẳng thì nó chỉ có một loại, đó là vector pháp tuyến thôi. Vector pháp tuyến của mặt phẳng là một cái vector mà khác vector không và có giá vuông góc với mặt phẳng đó. Hiểu, ta hiểu một cách nôm na, ta nói một cách nôm na là cái vector đó vuông với mặt phẳng alpha. Chứ thực ra nói mà cái vector pháp tuyến mà vuông góc với mặt phẳng alpha là không đúng. Mà giá của nó vuông nghe con, chứ không phải nó vuông. Giá của nó. Theo định nghĩa hiểu nào. Vector chỉ phương của đường thẳng. Đây. Vector, bây giờ thầy cho cái đường thẳng delta, con tưởng tượng dây này. Thầy cho cái đường thẳng delta như thế này. Thì một cái vector nào đó mà nó nằm trên delta luôn. Trong cái lớp 10 hiểu không? Nó nằm trên delta luôn. Đó, thì là vector chỉ phương, hoặc là nó có giá song song. Hoặc có giá song song như con. Tức là nó hiểu một cách nôm na là nó song song, nói nó song song thì dễ hiểu hơn này không, mà thực ra là ta nói là giá song song mới đúng, là nghìn tính định nghĩa là giá song song. Vậy vector này, vector A, hay cho vector A này, vector A khác vector không nha, đầu tiên là nó phải khác vector không. Vector chỉ phương hay vector pháp tuyến là phải khác vector không. Vector A khác vector không này gọi là vector pháp tuyến, à, gọi là vector chỉ phương nha, gọi là vector chỉ phương. Của delta nha. Nếu giá của vector A song song hoặc trùng với song song hoặc trùng với gì, với delta, à, theo định nghĩa nha con. Vector chỉ phương là một vector mà có giá song song hoặc trùng đấy, với đường thẳng delta. Còn còn mà à, nói một cách nôm na không, vector chỉ phương của đường thẳng delta là một cái vector nằm trên đường thẳng delta, hoặc là gì, hoặc là song song với đường thẳng delta, tức là nói cho cách hiểu hiểu ấy, dễ hiểu phải không, dễ diễn đạt phải không. Về mặt bản chất thì người ta cũng định nghĩa như thế không? Về mặt hình ảnh là con hiểu là vector chỉ phương của đường thẳng delta là một vector nằm trên đường thẳng delta. Ví dụ đường thẳng đi qua hai điểm AB, ví dụ đường thẳng delta mà đi qua hai điểm AB không, thì cái vector nối A với B, thì vector AB á, nó là vector chỉ phương của đường thẳng delta. Hoặc là vector BA cũng là vector chỉ phương ha, là một cái vector nằm trên đường thẳng gì delta, thì vector đó là vector chỉ phương của đường thẳng delta. Hoặc là một vector nào đó song song với đường thẳng delta thì vector đó hiểu là vector chỉ phương của đường thẳng delta đấy, hoặc là cái khái niệm vector chỉ phương. Thì sau đó có các dạng phương trình đường thẳng ha. Phương trình đường thẳng này phương trình đường thẳng thì con nhớ giùm thầy là ta có hai dạng, hai loại. Thứ nhất là phương trình tham số, phương trình tham số các con. Phương trình thứ loại thứ nhất là phương trình tham số, như cái có một cái đường thẳng D, một đường thẳng D này, đường thẳng D này phải thỏa hai yếu tố nha con, thỏa hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là đường thẳng D đi qua điểm M có tọa độ y0 z0 nha, và có vector chỉ phương nha con. Là UD bằng A1, A2, A3. Đó, nó có điểm đi qua, nó trong là lại là muốn lập phương trình,
của đường thẳng này không? Trong không gian này là cần hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là điểm đi qua, và yếu tố thứ hai là gì? Vector chỉ phương. Còn muốn lập phương trình tổng quát của đường thẳng, nó tóm lại là lập phương trình của mặt phẳng nhá. Muốn lập phương trình của mặt phẳng thì chỉ có một loại phương trình, đó là phương trình tổng quát thôi. Còn đường thẳng thì nó có hai loại, là tham số và chính tắc. Theo nào? Đấy, thầy là giới thiệu tham số trước, tí là thầy giới thiệu chính tắc. Thì muốn lập phương trình tham số của đường thẳng hay lập phương trình chính tắc của đường thẳng, đặc trưng của đường thẳng là vector chỉ phương. Bởi vì khi mà người ta làm việc với đường thẳng thì người ta định nghĩa cái vector chỉ phương trước. Đặc trưng của đường thẳng là vector chỉ phương. Muốn lập cái gì của đường thẳng thì muốn lập cái gì đó của đường thẳng thì cần phải có là vector chỉ phương, và cần phải có điểm đi qua. Điểm đi qua là phải có đường thẳng hay mặt phẳng nhưng phải có nha. Có thêm yếu tố nữa là vector chỉ phương thì ta lại lập được đường thẳng. À, vậy thì khi đó là đường thẳng này có dạng này, phương trình tham số nha. Của D là có dạng là x bằng x0 cộng gì? A1t, cái này giống lớp 10 nha các, cái này giống lớp 10. Y bằng y0 cộng gì? A2t, giống lớp 10 luôn à. Mà cái lớp 12 này lại z bằng z0 cộng A3t. Đây, đây chính là phương trình tham số của đường thẳng, trong đó t là một cái tham số thực, t thuộc R. Đấy. Thấy không? Thầy ví dụ như này. Thầy ví dụ. Lập phương trình đường thẳng. Delta đi qua hai điểm. Lập phương trình ở đây thầy tham số nha. Thầy sẽ lập tham số nha. Lập phương trình đường thẳng delta đi qua, đi qua hai điểm. Điểm A có tọa độ là 1, 2, 3 đây. Điểm B có tọa độ là từ 1, 0, 4. À, ví dụ này đi qua hai điểm này chẳng hạn, lập phương trình tham số nha. Người ta thầy đang là giới thiệu tham số thì lập phương trình tham số thôi. Mà nói tóm lại là con nhớ chúng thầy là muốn lập phương trình tham số thì cần phải mới có yếu tố. Có mấy yếu tố? Có hai yếu tố là gì? Là điểm đi qua với vector chỉ phương. Nhưng mà muốn gì? Muốn xác định vector chỉ phương thì có phải nắm được định nghĩa. Vector chỉ phương của đường thẳng là vector song song với đường thẳng hoặc nằm trên đường thẳng. Đấy. Ví dụ đường thẳng delta này cần lập đây này, nó có dạng này này, đường thẳng delta đây. Đúng không? Nó đi qua hai điểm AB đây. Điểm A đây. Điểm B đây. Đó, đi qua hai điểm AB, điểm A đây, điểm B đây. Lập phương trình đường thẳng delta đi qua hai điểm AB. Đấy. Điểm A 1 2 3, điểm B là -1 0 4. Đấy. Thì đầu tiên là con tính vector, vector theo định nghĩa thì cái vector chỉ phương của cái đường thẳng AB là đường thẳng delta là vector nào? Là vector này nè. Là vector AB ha. Cái vector nằm trên đường thẳng AB, à, đường nằm trên đường thẳng delta hiểu không? Là vector AB nha. Thì vậy ta nói này, ta nói nha. Đường thẳng delta này này. Cần lập này này, nó thứ nhất là đi qua ha. Chọn điểm đi qua thì đi qua hai điểm AB, con chọn điểm nào được thì chọn qua A nha. Điểm qua A là 1 2 3 này. Và có vector chỉ phương nha con. Có vector chỉ phương là u u delta đấy nha. Thì lúc này là nó là bằng luôn cái vector AB nha. Thì tròn nó bằng vector AB nha. Nói chung là cái vector chỉ phương này có rất nhiều phải không, và đây là có một vector chỉ phương phải không, ta gọi ta viết cho đúng ạ, ngôn ngữ phải không, là có một vector chỉ phương phải không, chứ thực ra là nó có vô số vector chỉ phương. Thì có một vector chỉ phương là u delta bằng cái này, bằng vector AB nhá. Vector AB là xb trừ xa là trừ 2 này, ib trừ a là trừ 2 luôn, ZB trừ ZA là 1. Đấy. Vậy từ đó con suy ra phương trình tham số của đường thẳng delta. Là x bằng x0 cộng A1T, thầy viết, viết cái này nha. Tí là thầy nói y bằng y0. Viết lại công thức cái nào. Cộng A2T Z bằng Z0 cộng A3T. Đấy, và tương đương ha, còn thay vô nha, x0 là ai? X0 là, nói tóm lại x0, y0, z0 là của điểm đi qua. Hay là của điểm đi qua.
Ichiro là đây. Ichiro là đây này. Đó, Ichiro là một phải không? Ichiro là hai ha. Và Zetsuro là ba. Ichiro là một nha, Ichiro là hai nha, Zetsuro là ba. Đấy. À, có một vectơ chỉ phương là vectơ AB ha. Vectơ AB thì đây chính là gì đấy? A1 này. Thì vectơ chỉ phương của nó là hoành độ vectơ chỉ phương là A1 nha. Trung độ vectơ chỉ phương là A2 và cao độ của vectơ chỉ phương là A3. Để ta thay vô nha. Ichiro là mấy? Ichiro là một này. Cộng cho A1T là A1 là trừ 2 này, vậy là trừ 2T. Y bằng Ichiro, Ichiro là mấy đây? Ichiro là số mấy đây? Số 2. Cộng A2T, A2 này còn trừ 2 luôn này, là trừ 2T luôn. Z bằng Z0 à, Z0 là mấy? Z0 là 3 này. Cộng A3T không? A3T là cộng T. Đấy. Là viết lại là cuối cùng nói tóm lại là phương trình tham số nó có dạng là x bằng gì? 1 trừ 2T. Y bằng gì? 2 trừ 2T. Và Z bằng mấy? Z bằng 3 cộng T. T thuộc R. Thì đây chính là phương trình tham số của đường thẳng. Đó. Thầy lấy ví dụ ha. Thầy lấy ví dụ tiếp theo, thầy lấy một ví dụ này, ví dụ. Thầy cho đường thẳng D có phương trình tham số. Cho đường thẳng D. Có phương trình tham số. Là như sau, ha. Đây là phương trình tham số của đường thẳng D là x bằng 2t y bằng 1 cộng t z bằng trừ 2 cộng 3t. Thầy yêu cầu nha, thầy yêu cầu là câu A này, thầy yêu cầu là gì? Tìm một vectơ chỉ phương của D. Tức là có nhiều câu hỏi là cho mình cái phương trình tham số phải không? Nó hỏi là vectơ nào sau đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng đó. Thì đây câu hỏi ở dạng mức độ cơ bản nha con. Câu B. Tìm một điểm thuộc D. Tại sao thầy gọi là tìm một? Vì có rất có vô số vectơ chỉ phương nha con. Một đường thẳng là có vô số vectơ chỉ phương và tất cả các vectơ chỉ phương đó là nó cùng phương với nhau. Tức là nó tỉ lệ với nhau, cứ vectơ nào tỉ lệ với nhau thì vectơ đó đều là vectơ chỉ phương của đường thẳng D. Rồi, tìm một điểm đi qua, một tìm một điểm thuộc đường thuộc D nha con, tìm một điểm thuộc D. Tại sao nói là tìm một điểm thuộc D? Bởi vì trên đường thẳng D thì có vô số điểm nha con. Nó có rất nhiều điểm. Đấy, thầy mới yêu cầu là tìm một điểm. Đấy, thì bây giờ thầy hướng dẫn làm như sau. Đầu tiên con nhìn đường thẳng D như thế này. Thì cái hệ số trước chữ T á, A1T này, A2T này, đây là A1 này. Đây là A2 này, A2T này, A3T này. Con hiểu không? A1T này là cái con hệ số đứng trước XT của dòng X nha con. Hệ số đứng trước T của dòng X là con A1. Hệ số đứng trước T của dòng Y là con A2. Hệ số đứng trước T của dòng Z là con A3. Như vậy là một vectơ chỉ phương là câu A này. Một vectơ chỉ phương của D là một vectơ chỉ phương của D là thầy ký hiệu là UD nhé. UD là 2 này, hệ số trước T của dòng X là số 2. Con này chính là A1 này. Hệ số trước Y của dòng T của trước T của dòng Y là 1. Và hệ số trước T của dòng Z là 3. Đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng D nhé con. Đấy. Rồi câu B. Một điểm thuộc D thì con muốn tìm một điểm thuộc D thì con cho T không? Con cho t đại con số mấy cũng được, ví dụ thầy cho t bằng 0 đi ha, thầy cho t bằng 0, thầy cho t bằng 0 này thì lập tức thầy suy ra được x bằng mấy? X bằng 0. X bằng 2 nhân t có nghĩa là 2 nhân 0. Y bằng 0. Y bằng 1 cộng t có nghĩa là 1 cộng 0 là 1. Z bằng trừ 2 cộng 3t, 3 nhân 0 trừ 2.
Vậy nói tóm lại là cái điểm mà cái một cái điểm M á, một điểm điểm M có tọa độ là 0 1 trừ 2. Thì nó sẽ thuộc gì đây? Thuộc đây. Một điểm M có tọa độ là 0 1 trừ 2 thuộc đây. Rồi, như vậy là thầy giới thiệu con phương trình tham số của đường thẳng nha. Ví dụ cho muốn lập phương trình tham số của đường thẳng thì cần hai yếu tố nha con. Yếu tố thứ nhất là điểm đi qua và yếu tố thứ hai là gì? Vector chỉ phương. Vector chỉ phương của đường thẳng là cái gì? Là một cái vector nằm trên đường thẳng đó luôn hoặc song song với đường thẳng đó. Hoặc là thường á, cái con chú ý này, cái vector chỉ phương này chúng ta con chú ý này, chú ý như thế này. Cái UD á, thường con tìm mà đối với những cái bài toán thông dụng nhất là mà ta hay gặp á, đó là cái UD này, cái UD này nó vuông với vector A. Muốn tìm UD hay không, muốn tìm UD thì ta đi tìm UD xem thử UD này vuông với vector A là UD vuông với vector B. Thì cái vector chỉ phương của đường thẳng D là cái UD này, này thì nó sẽ bằng tích có hướng của vector A với vector B, giống như hôm trước á. Cứ một vector mà vuông với hai thì phải hai vector cho trước, hiểu không? Một vector nào đó mà vuông với hai vector cho trước thì cái vector đó sẽ bằng tích có hướng của hai vector cho trước nha. Tích vô hướng của hai vector cho trước. Đấy. Ở thầy giới thiệu con cái thứ hai là phương trình B nhỏ nha, B nhỏ là phương trình chính tắc nha con, phương trình chính tắc nó có hai loại phương trình, một phương trình tham số thầy giới thiệu rồi. Bây giờ phương trình đường thẳng thì có một thêm loại nữa, đó là phương trình chính tắc. Hai nhỏ phương trình chính tắc của đường thẳng đó, phương trình chính tắc của đường thẳng thì đường thẳng D, một cái đường thẳng D đi qua M, muốn lập phương trình chính tắc thì ta cần hai yếu tố nha con. Đường thẳng D này, thứ nhất là đi qua điểm M có tọa độ x0 y0 z0. Cái đường thẳng D đi qua một điểm có tọa độ cho trước và có vector chỉ phương luôn nha. Không có thì con phải nhìn, ví dụ như đây con tìm xem thì nó có vuông với hai vector nào cho trước không, thì lúc đó là cái vector đó nó sẽ bằng tích có hướng của hai vector cho trước nha con. Có vector chỉ phương, có một vector chỉ phương nha, là UD bằng A1 A2 A3. Đấy, đường thẳng D đi qua điểm M và có một vector chỉ phương là A1 A2 A3 thì ta suy ra phương trình tham số của đường thẳng D, à phương trình chính tắc nhé, phương trình chính tắc của D là có dạng là x trừ x0 chia cho A1. A1 là hoành độ, đương nhiên A1 phải khác không nha con. Thế còn nếu mà A1 mà bằng không thì không tồn tại với là muốn không tồn tại với phương trình chính tắc nha. Y trừ y0 trên A2 z trừ z0 trên gì ấy? Trên A3. Đấy, phương trình chính tắc của nó có dạng như thế. À, thầy lấy ví dụ nha, thầy lấy ví dụ này. Ví dụ là thầy bảo lập phương trình chính tắc của đường thẳng D, lập phương trình chính tắc của D, của đường thẳng D nha, lập phương trình chính tắc của đường thẳng D. Đường thẳng D này là qua qua điểm M có tọa độ là 1 2 3 đây. Và có vector chỉ phương UD bằng 4 5 6 đây.
Đó, thì ta lập như thế nào? Thì ta giải như sau. Con viết ra nhanh nhẹn như thế nào? Con ghi là phương trình chính tắc của D. À, phương trình chính xác của đây là có dạng. Nếu mà con chưa quen thì con ghi lại công thức cái đã. X trừ x0 chia a1 bằng y trừ y0 chia a2. Bằng z trừ z0 chia a3. Đây. Hiểu không? Cái nó cái a2 chứ. A1 là cái gì? A1 là đây này. A1 là hoành độ của vectơ chỉ phương. A1 đây này. A2 là tung độ của vectơ chỉ phương. Đây là A2 này. A3 là cao độ của vectơ chỉ phương. Còn x0 là cái gì? x0 là hoành độ điểm đi qua. Y0 là cái gì? Y0 là tung độ điểm đi qua. Và z0 là cao độ điểm đi qua. Đấy. Thì còn sau khi con có x0, y0, z0 thì con sẽ lập được phương trình chính tắc ha của D. Đó thì cái đường thẳng D này nó có dạng như sau đây. X trừ x0 là mấy nhỉ? X0 là 1 nha con. Trên A1, A1 là mấy? Trên 4. Y trừ y0 là y trừ mấy? Y trừ 2 chia A2. A2 là mấy? A2 là 5. Z trừ z0. Z0 là 3. Trên cho A3. A3 là 6. Đấy, đây chính là đường thẳng D ha. Phương trình chính tắc á. Viết như vậy là phương trình chính tắc. Đấy. Tức là muốn lập phương trình chính tắc thì nó cũng giống như theo phương trình tham số. Chỉ cần biết hai yếu tố đó là điểm đi qua và vectơ gì? Vectơ chỉ phương là được. Đặc trưng của đường thẳng là phải biết vectơ chỉ phương nha con. Hoặc là biết vectơ đó vuông với hai vectơ cho trước. Thì lập tức cái vectơ chỉ phương đó bằng tích co hướng của hai vectơ cho trước ha. Đấy, là thầy lấy ví dụ 2. Thầy cho đường thẳng delta có phương trình nha, cho đường thẳng delta có phương trình x trừ 2 trên 4 y trừ 2 trên 1 thôi. Z cộng 1 trên 3. Đó, ví dụ giả sử như thế này. Thầy có đường thẳng delta, thầy bảo là tìm vectơ chỉ phương của đường thẳng delta. Tìm một vectơ chỉ phương nha. Tìm một vectơ. Đó là câu A. Câu B là tìm một điểm đi qua. Tức là cứ có một cái đường thẳng á, nó cho dạng chính tắc hay dạng tham số thì con nhìn vô là con phải biết được ngay á, biết nó nhìn bằng mắt luôn nha, biết được ngay luôn á là điểm đi qua vectơ chỉ phương nha. Tìm một điểm đi qua delta. Đấy, tìm một điểm nằm trên đường thẳng delta đó. Hay là điểm đi qua delta. Bây giờ con thử nào. À, thì một vectơ chỉ phương của đường thẳng delta là thực ra là vectơ là cái mẫu số hay không? Thấy không? Đây. Đây, vectơ chỉ phương của delta là u delta này là bằng bằng gì con biết không? Là cái hệ số nào ở đây này là 4 này, 1 này, 3 này là cái mẫu số á. A1 này, A2, A3 này. Thấy giờ vectơ chỉ phương của delta ha. À, còn một điểm đi qua. Một điểm đi qua. Là ví dụ con đặt điểm M đi. Cái điểm M này là đổi dấu này. X trừ x0 này về điểm đi qua là của nó là chính là số mấy này? Số 2. Y trừ y0 này là đổi dấu cái này đi ạ. Thì y0 chính là 2. Con này này z trừ z0 thì con này là đổi dấu cái chỗ này này là trừ 1. Cái một điểm đi qua của nó là 2 2 trừ 1. Chỗ này dấu trừ rồi á
thì con lấy luôn con số này bỏ dấu trừ đi, đổi dấu thầy gọi là đổi dấu. Nếu có cái dấu trừ thì đổi dấu luôn, là còn nếu có câu dấu cộng còn đổi dấu luôn thành dấu trừ. Dấu trừ đổi thành dấu cộng và dấu cộng thì đổi thành dấu trừ. Thì con phải nắm được à, phương trình chính tắc hay không nào? Phương trình tham số à, thầy giới thiệu con hai cái này trước cái nào. À, thì sau cái này thì thầy quay lại thầy giải, hôm nay thầy đang giải cái bài nào này, đang giải cái bài nó liên quan đến đường thẳng hiểu không, nó vướng cái đường thẳng này đây. Bây giờ cái mức độ 2 của bài này, trong không gian này cho mặt phẳng B nha, qua này và vuông góc với đường thẳng này. Này con tưởng tượng như này, con vẽ hình ra nha, cái mặt phẳng B này, cái mặt phẳng B nó vuông với đường thẳng D là như thế này. Thì khi đó là cái vectơ pháp tuyến của mặt phẳng B, nếu mà cái mặt phẳng B mà vuông với đường thẳng D, đây là đường thẳng D nha. Đấy. Thì đây là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng B này. Thì vectơ pháp tuyến của mặt phẳng B là một cái vectơ mà gì? Nó phải vuông với mặt phẳng B không? Đấy. Nhưng mà là cái vectơ chỉ phương của đường thẳng D, ví dụ cái thầy nói cái vectơ chỉ phương của đường thẳng D là vectơ này. Cái đường thẳng D như vậy thì cái vectơ chỉ phương của đường thẳng D có không? Đây này, vectơ chỉ phương của đường thẳng D là UD này. UD này con nhìn cái đường thẳng D này, vectơ chỉ phương của nó là mấy đây? 2 này, trừ 1 này, 3 này. Đường thẳng D mà D đang cho là đây là đường thẳng D đang cho ở dạng gì vậy con? Dạng chính tắc. Đường thẳng D mà đề bài đang cho ở đây là dạng chính tắc nha con. Vậy thì UD con lấy ra được là 2 trừ 1 3. Nhưng sau khi vẽ hình ra thì con thấy cái vectơ UD này, cái vectơ UD này là một cái vectơ mà nó song song với đường thẳng D. Vectơ chỉ phương của đường thẳng D là vectơ mà song song với đường thẳng D. Con hiểu vấn đề không? Nhưng mà nếu mà nó song song với đường thẳng D thì nó như thế nào so với mặt phẳng B? Nó sẽ vuông với mặt phẳng B. Như là cái vectơ UD này này, nó vuông với mặt phẳng B. Mà cái vectơ nào đó mà vuông với mặt phẳng B thì cái vectơ đó là sẽ là vectơ chỉ pháp tuyến, vectơ pháp tuyến của mặt mặt phẳng B. Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng B là một cái vectơ mà vuông với mặt phẳng B. Thì cái vectơ UD nó vuông với mặt phẳng B, do đó cái vectơ UD này chính là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng phẳng B. Đấy. Đấy thì ta làm luôn à. Đầu tiên là ta giới thiệu nha. Giới thiệu này. Còn giới thiệu chúng thầy là cái đường thẳng D này, D này có vectơ chỉ phương nha. Là UD luôn. Bằng 2 trừ 1 3. Đó. Rồi cái thứ hai là con nói là vì D này vuông D, D như thế nào đây? D vuông góc với B nhá. Nên suy ra là NB à. Con cho nó bằng luôn. Con tròn à, con tròn là NB bằng UD luôn nha con. Là bằng 2 trừ 1 3. Thì cái mặt phẳng alpha của ta cần lập, bây giờ thầy hỏi con là nó có điểm đi qua chưa? Nó qua điểm nào? Nó qua điểm M, có à, qua điểm A nha, con tọa độ 1 2 3 này, à 1 0 2. Qua điểm A có tọa độ là 1 0 2 và có vectơ chỉ phương. À đây, vectơ chỉ phương là UD này. Nó bằng mấy? 2 trừ 1 3. Có điểm đi qua, à có vectơ pháp tuyến nhá, có vectơ pháp tuyến à, có vectơ pháp tuyến NB. Có vectơ pháp tuyến này. Bằng mấy đây? Đây này. 2 trừ 1 3. Vậy thì lập tức con suy ra được mặt phẳng alpha có dạng a lớn là 2 này. X trừ y chia rô là x trừ 1. Quen rồi nha. Còn b lớn là trừ 1 này. Y trừ y chia rô là y trừ 0. Còn c lớn là 3. Z trừ z chia rô là z trừ 2. Đấy, thì con là rút gọn lại cho thầy là ra đây. 2x trừ y, 2x này trừ y nha, cộng 3z, 2x trừ y cộng 3z, chỗ này trừ 2 này, hiểu không, trừ 2, chỗ này trừ 6, trừ 2 với trừ 6 là trừ 8, bằng 0, 2x trừ y cộng 3z, trừ 8 bằng 0, đáp án B nha con, đấy.
Đó, tương tự như vậy, cùng như vậy luôn này không? Cái đường thẳng D này cũng vậy luôn con. Vuông góc cái đường thẳng D này cũng vậy, câu 35, 36 con làm tương tự như vậy nha. Nghe không? Đây. À, câu này này. Câu 37 này ha. Câu 37 thì giải đây nha. Cái mặt phẳng B này này. Mặt phẳng B này qua M và vuông góc với giá của vectơ. Vuông góc với giá của vectơ là có nghĩa là vuông góc với vectơ A đó. Vuông với giá của vectơ A có nghĩa là vuông với vectơ A, đây là vectơ A này. 1 trừ 1 2. Thì cái vectơ A này chính là vectơ pháp tuyến luôn nha con. Thì cái mặt phẳng B của ta lúc này là có điểm đi qua chưa? Có điểm đi qua rồi, là qua M. Có tọa độ là 3 trừ 1 4. Và có vectơ pháp tuyến chưa? Có vectơ pháp tuyến. Vectơ pháp tuyến của nó chính là cái vectơ A này luôn nha con. Thì vectơ A này có giá vuông. Nhá, có giá vuông ha. Đấy, thì cái nói tóm lại là con hiểu một cách nôm na là vectơ A vuông với mặt phẳng B. Mà vectơ A mà vuông mặt phẳng B thì cái vectơ AA chính là vectơ pháp tuyến luôn. Bằng cái vectơ A luôn nha con. Và bằng luôn là 1 trừ 1 2. Vậy thì khi đó con suy ra cái mặt phẳng alpha nó có dạng này như sao mặt phẳng B. A lớn là 1 này. X trừ y là x trừ 3 này. Còn B lớn là trừ 1 này. Y trừ y là y cộng 1. Còn C lớn là 2. Z trừ z zero là z trừ 4. Bằng 0 à, thì còn tương đương cho thầy là như thế này. Trừ y còn 2z ha. Chỗ này trừ 3 nha. Trừ 1 là trừ 4 này. Trừ 4 với trừ 3 này. Trừ 1 là trừ 4. Trừ 1 với trừ 8 là trừ 12. Bằng 0 à. Trừ y cộng 2z trừ 12 bằng 0, đáp án C nha con. Mặt phẳng B qua mà song song với mặt phẳng OIZ. Mặt phẳng OIZ thì con biết rồi, mặt phẳng OIZ này là x bằng 0. Đúng không? Còn mặt phẳng B không? Mà song song với mặt phẳng OIZ. Thì suy ra cái mặt phẳng B này là bản sao của mặt phẳng này, tức là giống người không, giống cái mặt này là x cộng m bằng 0. Bản sao có nghĩa là giống hai cái con, hai mặt phẳng song song với nhau là nó giống nhau rồi không, giống nhau, nó chỉ khác cái hệ số tự do thôi. Nên cái mặt này ha, và đi qua điểm A hiểu không, thì con thay điểm A thuộc B này ha, con thay bố A thuộc B thì con sẽ thế vô ha, thế vô x thôi, x là 1 cộng em bằng trừ 1. Vậy nói tóm lại là con suy ra cái mặt phẳng B của ta có phương trình là như sau, là x trừ 1 bằng 0 hay là x bằng 1 đó. Là đáp án A này. Đó, còn cái này về ha. Mặt phẳng B đi qua điểm M song song với Q ha. B song song Q à, B song song với Q là B là bản sao của Q cho con. Suy ra B có dạng copy cái quy xuống là hai theo y chang nha, bản sao hả, trừ z chỉ khác cái hệ số tự do rồi cộng m bằng không đó. Rồi sau đó cái ý thứ hai là con lấy cái điểm A này, điểm M này, điểm M có tọa độ 1 này, trừ 1 này, 2 này, nó thuộc gì, nó thuộc B, nó qua M á. Mặt phẳng B này đi qua điểm M, có điểm M nằm trên mặt phẳng B, thế tọa độ điểm M vào, thế là ở đâu có x thì thay bằng cái này này, thay bằng 1, ở đâu có y thay bằng trừ 1, ở đâu z thì thay bằng mấy, 2. Thế vô nha. 2 nhân x có nghĩa là 2 nhân 1. Cộng 3 nhân y có nghĩa là 3 nhân trừ 1. Trừ cho z có nghĩa là trừ 2. Cộng m bằng 0. Đấy. Thì con tương đương lại cho thầy. Là trừ 3 này. Trừ 2 là trừ 5 à. Thôi cái này với cái này mất đi. M bằng 3 nha con. M bằng 3 thì cái mặt phẳng B của ta lúc này là trả lại không? Là 2x cộng 3y trừ z mà cộng cho m có nghĩa là cộng 3 bằng 0. 2x cộng 3y trừ z cộng 3 nha. 2x cộng 3y trừ z cộng 3 là bằng c này. Đấy. Tương tự như vậy câu 40 cũng vậy nha. Câu 41 cũng vậy ha.
42 cũng vậy. Câu 43 là phương trình nào sau đây là phương trình mặt phẳng chứa trục OI và qua điểm điểm K nhá. Con nhớ là cái mặt phẳng mà chứa trục OI á. Đây này, con tưởng tượng này. Vẽ hình ra hay mặt phẳng ví dụ mặt phẳng alpha cần lập đi. Chứa trục OI này, trục OI đây này. Nó chứa điểm O à, là OI. Chứa trục OI là nó chứa điểm O mà nó chứa luôn cái vector gì con biết không? Vector G. Cái vector G đây nằm đây này. 0 1 0, họ nó chứa luôn vector G nha con. Tức là cái mặt phẳng alpha nó đi qua điểm O mà chứa luôn vector G. Chứa trục OI nhưng mà chứa điểm K nhá, K đây nè. Nó đi qua điểm K đây này. Đó, đi qua điểm K. Như vậy nếu thầy gọi NB này. Bây giờ thầy gọi nha, vector pháp tuyến của mặt phẳng này thầy gọi này. Thầy gọi vector pháp tuyến của mặt phẳng B là NB là như thế này. Đúng không? Thì cái NB này con nhìn cái hình này con thấy NB nó như thế nào so với cái vector OK? Nó như thế nào so với vector OK? Đương nhiên nó sẽ vuông với vector OK. Con hiểu không? Rồi NB nó như thế nào so với vector G này? Chắc chắn nó vuông luôn. Vậy thì dẫn đến NB nó sẽ bằng gì? Tích co hướng của hai cái vector OK và vector G. Tức là NB nó sau khi vẽ hình ra thì ta biết được NB nó vuông với hai cái vector cho trước. Nó cho qua A hiểu không? Nó bảo là chứa trục OI có nghĩa là chứa luôn điểm O nha. Nó nói cho mình chứa điểm O nhưng mà chứa trục OI là chắc chắn chứa điểm O. Mà điểm O của ta là có tọa độ 0 0 à. Được không? Vậy thì con tính cho thầy vector OK này. Vector OK chính là tọa độ điểm K nha con. Là 2 1 trừ 1. Còn vector G này thì ta biết rồi là nó là 0 1 0. Thì con tính tích co hướng của hai vector này này. Tính hoành thì chạy hoành đi. Hoành chạy hoành đi là 1 trừ cho cái này là 1. Đúng không? Tính hoành chạy hoành đi là 1. Tính tung thì chạy tung đi à. Là 0 luôn à. Đúng không? Tính cao thì chạy cao đi là 2. À, vậy NB ha. Vậy thì nó tóm lại cái mặt phẳng B này. Cái mặt phẳng cần lập phải không? Mặt phẳng thì gọi là mặt phẳng alpha đi. Mặt phẳng cần lập thì đặt tên là alpha đi. Mặt phẳng alpha bây giờ nó qua điểm nào? Nó đi qua điểm O, con chọn điểm đi qua là điểm O nha, qua O. Nó chứa trục OI này có nghĩa là nó chứa điểm O phải không? Nó đi qua O. Và nó có vector pháp tuyến là NB bằng gì nhỉ? 1 0 2. Đúng không? Vậy suy ra cái mặt phẳng B này, mặt phẳng alpha này, alpha nhé. Mặt phẳng alpha này nó có dạng này. Là A lớn là 1 nhé con. 1 nhân x trừ 0. Cộng B lớn là 0, 0. Nhân y trừ 0. Cộng C lớn là 2. C lớn đây này. Nhân z trừ 0 bằng 0. Thì con gom lại nó ra được x cộng 2z bằng 0. X cộng 2z bằng 0 nha. Đáp án à. Đấy, thấy thế thôi. Phương trình mặt phẳng UAB là phương trình mà NB ấy không? Con muốn lập phương trình mặt phẳng AB này. NB này bằng có hướng của UAB OB thôi. Là xong ha. Còn nó qua hay không? Nó qua thì qua điểm A hay điểm B thì cũng được. Mấy cái này có hết à, lập phương trình này là lập luôn rồi. À, bây giờ này thầy nói rồi nha con. Đấy. Thì thầy giới thiệu sơ lược á, đứng như cái bài tập mà khó nâng cao thì thầy sẽ nói sau này. Không, đang nói sơ lược để con nắm được cái... Đấy, đây là một dạng toán cũng quan trọng nha con. Đây này, đây một dạng toán này con nhớ giùm thầy này. Đó, cái bài này quan trọng đấy. Đó, thôi cũng trễ rồi con nghỉ nha. Rồi thì bye bye tụi con ha.